Mình qua cái ứng dụng thứ hai, đó là cái lĩnh vực ô tô vận tải. Trên một cái chiếc ô tô đời mới bây giờ thì đây là những cái bộ phận điều khiển bên trong đó nè, kham đếm không hết luôn, có rất nhiều thiết bị điều khiển, và những thiết bị điều khiển này chính là những cái thống nhúng. Tất cả mọi thứ ở trên chiếc ô tô nó điều khiển hết. Em có biết là trên ô tô có những bộ phận điều khiển nào không ạ? Em muốn. Dạ em chưa biết thầy ơi. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy thí dụ ha. Ở trên chiếc ô tô á, là khi mà người tài xế mà đạp cái cần ga thì nó sẽ điều khiển cái động cơ như thế nào. Ví dụ như trên chiếc xe gắn máy của các em á, các em điều khiển cái tay ga, các em lên ga thì nó sẽ điều khiển cái động cơ như thế nào. Chiếc xe gắn máy của các em thôi, các em tăng ga bằng cách nào? Lại xe máy thì em vặn tay ga là nó sẽ tăng ga thôi. Vặn tay ga thì khi mình vặn tay ga nó có chuyện gì xảy ra? Nó có một cái cọng dây, nó có một cọng Dạ. dây nó nối với cái chỗ cái động cơ, nó mở cái ví dụ như cái lề gió của động cơ về và nó tăng cái lượng xăng lên. Thì trên chiếc ô tô á nó không có chuyện đó. Ô tô đời cũ á thì có thể có, nhưng ô tô đời mới thì không có. Trên chiếc ô tô đời mới á, cái cần lên ga, cái cần mà mình đạp ga nó chỉ là một cái joystick thôi. Ví dụ như cái joystick trên trò chơi á, khi mà mình đè cái chân ga thì nó sẽ có tín hiệu đến cái bộ phận điều khiển. Bộ phận điều khiển đó nó mới đọc cái tín hiệu đó, và tùy theo cái mức độ mình đạp cái cần ga thì nó sẽ ra lệnh cho cái động cơ chạy. Và trên cái chiếc ô tô các em biết á, không phải mình muốn đạp cái kiểu gì thì xe nó chạy theo đúng cái kiểu mình muốn đâu. Thí dụ như các em mới vừa lên xe, em đạp cái ga cái dùng một cái thì xe nó không bao giờ nó tăng tốc một cách đột ngột đâu, mà nó sẽ tính toán. Nó sẽ tính toán để chi? Để cho nó tăng tốc với cái mức độ như thế nào đó để cho cái động cơ nó hoạt động bền bỉ nhất, lâu hơn nhất. Thậm chí trên những chiếc xe mới bây giờ, cái động cơ nó điều khiển để mà làm sao giảm cái khí thải xuống cái mức thấp nhất. Em có biết điều đó không? Em có biết là mấy năm trước là một cái hãng xe của Đức bị một cái sự kiện chấn động không? Ví dụ như cái này nè, em có biết cái vụ này không? Vụ gian lận khí thải của cái hãng xe này nè. Em biết lý do tại sao nó gian lận không? Cái động cơ á, là nó được trang bị một cái phần mềm gọi là phần mềm thông minh để điều khiển cái việc giảm khí thải. Nhưng phần mềm này nó có chức năng rất đặc biệt. Muốn bán xe vào thị trường của Mỹ á, thì phải đạt cái tiêu chuẩn khí thải của Mỹ. Và cái tiêu chuẩn khí thải của Mỹ rất là khắt khe. Thì cái hãng này nè, là nó làm được việc đó. Tức là cái động cơ của nó có cái chương trình điều khiển để mà nó chạy như thế nào đó để giảm được cái lượng khí thải xuống để đáp ứng được tiêu chuẩn của Mỹ. Tuy nhiên, nếu mà chạy cái chương trình này để mà giảm khí thải theo đúng tiêu chuẩn của Mỹ á, thì cái công suất của động cơ nó bị suy giảm. Tại vì nó phải chạy cái kiểu gì đó để giảm khí thải thì cái công suất nó chắc chắn sẽ bị suy giảm. Và nếu công suất mà nó suy giảm á, thì người sử dụng không thích. Ví dụ các em mua cái xe mà khi các em chạy á mà nó không có tăng tốc như ý của các em á thì em không thích đúng không? Nhưng mà để giảm khí thải xuống thì bắt buộc phải làm như thế. Nhưng mà làm như thế thì là người sử dụng không thích. Thành ra nó có cái mâu thuẫn. Thành ra cái hãng xe này nó quyết định làm cái chuyện là gian lận cái phần mềm của nó, cái phần mềm điều khiển, hệ thống điều khiển của nó chuyển đổi. Tức là khi mà nó nhận biết là chiếc xe này được đưa vào trong một cái gara kiểm định thì nó sẽ bật cái chương trình này lên, nó sẽ chuyển qua chế độ là giảm khí thải. Còn nếu mà cái hệ thống mà nó nhận biết là chiếc xe đang chạy ở đường trường thì nó sẽ tắt cái hệ thống giảm khí thải, coi như chương trình nó sẽ không điều khiển cái việc giảm khí thải. Khi mà cái xe mà nó chạy đường trường á, thì cái phần mềm nó nhận biết xe đang chạy đường trường như thế, nó tắt cái chương trình khí thải, tắt chương trình giảm khí thải, coi như cuối cùng là nó giữ cho cái động cơ chạy rất là tốt, chạy rất là bốc, nhưng mà xả thải vô tư. Rồi tại sao Mỹ biết? Thì mấy năm liền là đưa vào kiểm nghiệm, đưa vào mấy gara kiểm định thì đều đạt tiêu chuẩn hết, đều đạt tiêu chuẩn này của Mỹ nè. Nhưng mà Mỹ nó đo ở ngoài đường á, nó phát hiện tại sao ở ngoài đường khí thải nhiều quá nên nó nghi ngờ, và cuối cùng nó phát hiện ra cái sự kiện là cái hãng này nó gian lận bằng cách nó cài đặt một cái chương trình thông minh, một cái hệ thống điều khiển thông minh để mà nhận biết được là chiếc xe đang ở trong cái chỗ kiểm định hay là ở ngoài đường trường, để nó bật hoặc nó tắt cái chương trình này. Và cuối cùng cái hãng này bị phạt khoảng 22 tỷ đô.
và hãng này gần như là phá sản luôn. Đó là một cái ví dụ để các em thấy là ở trên chiếc ô tô là có rất nhiều hệ thống điều khiển như thế, điều khiển cái việc mà động cơ nó chạy như thế nào để nó bền bỉ nhất, nó điều khiển để chạy như thế nào để giảm cái khí thải xuống. Nhưng thì các em có thể tìm hiểu thêm về cái sự kiện đó ha. Tôi lấy một cái ví dụ nữa là cái hệ thống an toàn trên chiếc xe, các em có biết là trên ô tô có hệ thống gì an toàn không, hệ thống gì liên quan tới việc an toàn không? Tôi khỉa thế. Cái túi khí là cái chỗ vô lăng này nè, ở dưới cái vô lăng nó có một cái túi khí, và khi mà tai nạn á thì cái túi khí đó bung ra để mà nó đỡ cái người lái, và thậm chí những cái ghế bên cạnh cũng có cái túi khí luôn. Thì cái túi khí đó hoạt động như thế nào? Thì thực ra nguyên lý rất đơn giản là cái túi khí nó đều được xếp ở trong cái vô lăng á, và khi mà tai nạn á, chỉ cần làm sao cho túi khí phồng lên thôi. Và để làm túi khí phồng lên á là người ta sử dụng một cái loại giống như chất nổ vậy đó, một cái loại chất nổ nhưng mà nó không có nguy hiểm, nó chỉ sinh ra một cái lượng khí khổng lồ để nó làm phồng cái túi khí đó lên thôi. Và để mà kích hoạt cái chất nổ đó để cho nó nổ á, thì chỉ cần đóng cái công tắc thôi, đóng một công tắc giống như bấm một công tắc thôi là nó sẽ kích một cái mạch, và cái mạch đó nó sẽ đốt một cái điện trở ở bên trong, nó làm cho cái chất nổ đó kích hoạt. Thì theo các em, nếu mà mình trang bị một cái nút ở trong cái buồng lái, trong cái chỗ mà tài xế á, chỗ tài xế ngồi trước mặt tài xế á, thì khi mà tai nạn xảy ra tài xế chỉ cần bấm cái nút đó thôi thì túi khí nó sẽ bung ra. Thì theo các em, khi tai nạn xảy ra tài xế có bấm được không, có bấm được cái nút đó để mà túi khí bung ra không? Dạ không thầy. Dạ Dạ em nghĩ là không thầy. không. Tại vì sao? Tại vì lúc xảy ra tai nạn thì tai nạn làm sao mà ngờ trước được nên không có thể nào kịp đâu bấm. Ok, tức là tài xế không thể nào bấm kịp, tài xế không thể nào bấm kịp cái nút đó, nhưng mà hệ thống nhúng nó có thể làm được chuyện đó. Hệ thống nhúng nó có thể làm được chuyện đó bằng cách nó đọc một cái cảm biến, một cái cảm biến mình gọi là cảm biến gia tốc á, đọc một cảm biến gia tốc để nó phát hiện cái gia tốc dương hay là gia tốc âm. Cái cảm biến gia tốc á, ví dụ đây là cái mức không của cái tín hiệu đi ha, thì cảm biến gia tốc á, nếu mà đang tăng tốc á thì cái gia tốc nó sẽ dương, đang giảm tốc á thì gia tốc nó sẽ âm như thế này. Đây là phần này là giảm tốc á, đây là tăng tốc á. Tăng tốc gia tốc sẽ dương, giảm tốc lại gia tốc sẽ âm. Và khi tai nạn thì theo các em, cái ngõ ra của cái cảm biến á, là nó dương hay nó âm? Ví dụ như Dạ đang chạy mà đụng một cái thì ngõ ra cảm biến sẽ dương hay là âm? âm Âm. Và tín hiệu âm nó rất lớn. Đây, nó sẽ có một cái xung âm như thế này. Cái thời điểm mà tai nạn xảy ra có một xung âm như thế này. Và như vậy mình chỉ cần đặt cái ngưỡng thôi. Đặt cái ngưỡng, nếu mà cái ngõ ra của cảm biến mà nó âm, cái giá trị âm nó lớn hơn một cái ngưỡng nào đó, như thế thì mình chỉ cần kích hoạt cái ngòi nổ để kích hoạt cái lượng khí ở trong cái túi khí thôi, để tạo ra một cái lượng khí khổng lồ bung cái túi khí ra. Và cái chương trình đó rất đơn giản, mình chỉ cần viết vài lệnh thôi, vài dòng lệnh thôi là xong cái chương trình đó. Tuy là hệ thống nó đơn giản nhưng mà nó hoạt động cực kỳ tốt, nó đã cứu mạng được rất nhiều người. À, hệ thống này là hệ thống bắt buộc trên mỗi chiếc xe đều phải trang bị hệ thống như thế hết. Đó là một ví dụ ha. Tôi lấy một cái ví dụ khác. Em biết là trên một cái chiếc ô tô á, đặc biệt là ô tô đời mới bây giờ, nó có cái bộ phận này nè, active suspension, tức là giảm sốc chủ động. Giảm sốc chủ động thì nó có hai cái loại là giảm sốc thụ động và giảm sốc chủ động. Em có biết hệ thống giảm sốc thụ động không? Chính là trên xe gắn máy của các em á, cái bộ phận giảm sốc á, trên xe gắn máy bộ phận giảm sốc là bộ phận nào? Dạ, bộ phận giảm sốc trên xe máy là em nghĩ là nhúng thôi. Cái phục nhúng á, cái phục nhúng á là cơ cấu nó là một cái lò xo, một Dạ. cái lò xo như thế này nè, à, một cái lò xo. Nhưng mà nếu mà chỉ có lò xo không á thì nó dao động dữ lắm. Thành ra người ta trang bị thêm bên trong cái phục nhúng, các em nhìn thấy cái gì không? Bên trong cái phục nhúng nó có một cái nữa, ngoài cái lò xo nó còn có một cái nữa, cái piston. Đây là cái này nè, cái piston nó di chuyển bên trong á, bên trong cái ống á. Và bên trong này nó có dầu, nó có dung dịch dầu để giảm cái dao động.
nếu bỏ cái này ra thì cái lò xo này mình chạy qua một cái ổ gà cái nó dao động hoài luôn thế này, nó không dừng. Nhưng mà có thêm cái nồi thằng này á thì nó giảm một cái, tức là nó giảm được rất nhanh, đây là hết dao động rồi. À, khi mình chạy ra ổ gà nó chỉ làm gì cái xong rồi, còn nếu không có cái này thì nó dao động mãi luôn. Đó là giảm sóc thụ động. Còn giảm sóc chủ động là gì? Là nó điều khiển cái chiều cao của bánh xe này nè, tức là cái vị trí bánh xe này so với cái sàn xe nó có thể tăng giảm cái chiều cao này nè, có thể tăng giảm này. Nếu mà xe đang chạy qua chỗ này có một cái ổ gà như thế này thì nó sẽ làm gì để mà nó không bị sốc do cái ổ gà này, theo các em á? Nếu mà chạy tới chỗ này mà nó sụp xuống ổ gà, bánh xe sụp xuống ổ gà thì cái bộ điều khiển của cái giảm sóc chủ động này nó phải làm chuyện gì? Nó phải tăng cái chiều cao của bánh xe lên hay nó giảm chiều cao bánh xe lại để cho cái người ngồi trên xe không cảm giác được là cái đường nó xóc. Nó làm sao các em? Nếu mà chạy qua cái này thì cái bánh xe này nó sẽ hạ xuống hay nó nâng lên để nó bù trừ lại cho cái này. Nó hạ xuống rồi. Nó sẽ hạ xuống, bánh xe sẽ hạ xuống, có nghĩa là cái chiều cao của cái bánh xe so với mặt sàn á nó sẽ tăng lên và nó làm cái việc đó rất tốt. Nó bù trừ lại cho cái độ nhấp nhô của con đường này bằng cái hệ thống điều khiển cái chiều cao của bánh xe. Tại sao nó làm việc đó được? Là ở chỗ này nè, nó có một cái cảm biến để nó đo cái khoảng cách giữa cái mặt xe, giữa cái sàn xe với cái mặt đường phía dưới này nè. Và khi mà nó thấy cái khoảng cách này tăng lên thì nó sẽ hạ cái bánh xe này xuống, tức là nó tăng cái chiều cao của bánh xe này lên, nó đẩy cái bánh xe xuống để cho là cái sàn xe nó di chuyển, là nó di chuyển trên cái mặt ngang này là ổn định, nó không có. Thành ra cái đường mà nó hụt xuống như nè, sập xuống ổ gà thì cái bánh xe nó lập tức nó đẩy sâu xuống, đẩy bánh xe sâu xuống để cho cái sàn xe đừng có di chuyển. Thành ra một chiếc ô tô mà nó có hệ thống giảm sóc chủ động thế này nè, các em ngồi trên chiếc ô tô các em chạy qua cái đường mà nó có ổ gà ổ voi á, các em không hề biết là nó có ổ gà ổ voi luôn á. Tức là nó làm gì tốt đến mức là mình cảm giác giống như xe đang chạy trên đường bằng vậy, trên đường bằng thẳng nha. Đó là cái ví dụ về cái hệ thống giảm sóc chủ động. Rồi tôi lấy một cái ví dụ nữa. Các em biết là trên xe nó có hệ thống thắng ABS không? ABS. Các em biết hệ thống này không? Trên xe gắn máy của các em á, một số xe tốt á, nó cũng có hệ thống này, thắng ABS. Đây là hệ thống gì các em? Kính bằng điện tử. Nó là anti ha. Anti block. Nó là hệ thống thắng chống bó phanh á. Thế nào là hệ thống thắng chống bó phanh? Tôi lấy ví dụ á, trên xe gắn máy đi. Ví dụ như các em đang chạy trên một cái đường trường, mình đang chạy với vận tốc là 80 km/h, đang chạy với vận tốc 80 km/h, ở bên đường nó có một em bé nó nhào qua đường, thì theo các em lúc đó các em sẽ làm gì? Đạp hai phần Em sẽ đạp thắng đúng không, và đạp nhẹ hay đạp mạnh? nhà mình Đạp rất mạnh đúng không? Và khi các em đạp mạnh gì thì chuyện gì xảy ra đối với cái xe? Cái bánh xe nó còn quay không? dạ không. Không, bánh xe không quay, mình gọi là hiện tượng là bó luôn á. Nhưng mà xe có dừng lại Dạ không. không? Không, xe vẫn chạy. Tại sao như thế? Thì người ta nghiên cứu á, người ta nghiên cứu, người ta đo cái lực thắng á, thì người ta thấy nó có hiện tượng như thế này. Ví dụ đây là cái lực thắng ha, thì cái lực thắng á, nó liên quan tới một cái hệ số, nó gọi là hệ số trượt, nó gọi là slip ratio, hệ số trượt, tức là hệ số trượt giữa bánh xe với mặt đường á. Khi mà hệ số trượt là bằng không á thì cái lực thắng bằng không, và cái lực thắng nó sẽ tăng 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 dần lên tới cái mức tối đa là lúc mà hệ số trượt nó khoảng là 20%, tức là cái bánh xe nó trượt với mặt đường khoảng 20% thì lực thắng là tối đa. Nhưng mà nếu mà nó trượt nhiều hơn á, thì cái lực thắng giảm lại, và cái lực thắng giảm gần như về tới không nếu mà trượt 100%. Và trong cái trường hợp mà mình thắng hết mức á, là nó trượt hoàn toàn, cái bánh xe nó bó cứng luôn á, là nó trượt 100%. Lúc đó bánh xe không quay nhưng mà xe vẫn chạy thì hệ số trượt 100%, và hệ số trượt 100% thì lực thắng là rất là nhỏ, gần như bằng không luôn, thành ra chiếc xe nó không dừng lại. Nếu các em biết điều này thì khi các em đang chạy với vận tốc là 80 km/h mà có em bé nhào qua đường, các em biết là các em phải thắng ở mức độ vừa phải để cho bánh xe nó trượt với mặt đường khoảng 20% thôi. Nếu các em biết điều này thì các em có thắng được để cho nó trượt 20% trong trường hợp mà có em bé nhào qua đường không?
lúc mình đang chạy với vận tốc 80 km/h mà có em bé nhào qua đường, và mình biết là mình phải thắng vừa phải, đừng có thắng hết mức để cho cái lực thắng tối đa, thì mình có thắng được chế mức mà nó trượt 20% không, hay là mình sẽ thắng hết mức? Tâm lý của mình lúc đó mình sẽ thắng kiểu gì? Thắng nhẹ, thắng vừa Hết phải, mức hay thì thắng thắng hết mức? Mình sẽ thắng hết mức, và lúc đó chiếc xe nó không có dừng lại mà nó vẫn chạy tới, và tai nạn sẽ xảy ra. Mình không điều khiển được cái việc thắng vừa phải, nhưng mà cái hệ thống ABS này nó làm cái chuyện đó tuyệt vời. Bằng cách gì? Bằng cách là nó đo cái vận tốc quay của bánh xe, và nó đo vận tốc chuyển động của cái xe, để nó tính ra cái hệ số trượt này nè. Và khi mà mình đạp thắng, cái cần đạp thắng nó giống như một cái joystick thôi, tức là nó sẽ đọc cái tín hiệu đạp thắng của mình. Nếu mình thắng nhẹ thì nó sẽ thắng nhẹ, nhưng mà nếu mình thắng quá mạnh thì nó sẽ áp cái lực thắng vừa phải để cho cái hệ số trượt này nè, slip ratio này, nó chỉ tối đa là 20% thôi. Nó không áp cái lực thắng quá mức này, tại vì áp thắng quá mức thì cái lực thắng nó sẽ giảm. Thành ra nó biết điều này và nó tính toán để cho nó chỉ áp cái lực thắng vừa phải, mặc dù cái người tài xế đạp thắng rất là mạnh, nó chỉ áp thắng tới cái mức này thôi, để cho hệ số trượt là 20 thôi, 20% thôi. Và cái hệ thống này nó hoạt động cực kỳ tốt. Nếu mà một cái chiếc ô tô mà có hệ thống này thì chúng ta thấy là chúng ta thắng cái khoảng cách mà cái xe nó dừng lại là ngắn nhất. Nếu chúng ta thắng nhẹ quá, dĩ nhiên là cái khoảng cách nó dừng xa, nhưng mà chúng ta thắng mạnh đó thì cái khoảng cách nó dừng là ngắn nhất. So với chiếc xe mà không có hệ thống này thì mặc dù chúng ta đã hết mức nhưng mà xe nó vẫn trượt tới. Đấy là cái ví dụ ha. Một cái ví dụ nữa là hệ thống này, hệ thống thắng tự động. Em có biết hệ thống này không? Trên ô tô mà nó có hệ thống này nè, hệ thống thắng tự động. Tức là gì? Ở trước xe này nó có cảm biến, nó phát hiện ở phía trước đó, có vật cản hoặc là có người thì tự động nó thắng luôn, mà người tài xế không có cần thao tác gì cả. Em biết hệ thống này không? Mà xe nó đang chạy, có em bé nhào qua đường là tự động nó thắng lại luôn. Tài xế lúc đó không kịp phản ứng nhưng mà nó tự làm, nó tự quyết định là nó thắng đây. Thậm chí người ta trang bị trên xe tải luôn, trang bị trên xe tải cái hệ thống này luôn. Rồi người ta thử nghiệm là chiếc xe đang chạy mà có một người nhào qua đường, cái là nó tự thắng đây. Và cái khoảng cách thắng của nó, cái khoảng cách từ lúc mà nó bắt đầu thắng tới lúc nó dừng là rất là ngắn, khoảng cách này cực ngắn luôn. Các em có biết hệ thống này không? Mà hệ thống thắng tự động nè. Dạ biết thầy, dạ Ok không thầy. rồi, rồi nếu mà không thì search cái chữ này nè, search cái từ này nè trên YouTube, em sẽ thấy, em sẽ hiểu quy tắc đó. Và để thắng tự động này hoạt động tốt á, thì bắt buộc nó phải có hệ thống thắng ABS. Tại vì nếu mà thắng tự động không có hệ thống thắng ABS á, thì cái khoảng cách mà nó dừng lại sẽ không có ngắn được. Hệ thống thắng tự động phải bắt buộc phải đi kèm hệ thống thắng ABS. Đấy là một số ví dụ ha, nó còn nhiều thứ khác em có thể xem thêm. Em sạch mấy chữ này nè, mấy cái từ như thế này nè, thì các em có thể biết được là nó có những cái không điều khiển nào trên xe. Thậm chí bây giờ nguyên cả chiếc xe bây giờ nó có cái hệ thống nó gọi tự lái á. Các em có biết cái nào không? Xe tự lái á. Em có biết xe tự lái không? Hệ thống tự lái luôn. Dạ biết ạ. Ok, tức là gì? Là mình lên xe mình chỉ báo cho nó biết cái địa điểm đến thôi, thì tự nó lái đến cái địa điểm đó. Thành ra các anh thấy là sau này là tài xế ô tô là không cần luôn, sau này là tài xế taxi là thất nghiệp hết, tại vì lúc đó taxi là tự động, lên cái là mình báo nó biết đi đâu thì nó lái tới đó. Đấy là cái ví dụ về cái ngành ô tô vận tải ha.